cái series tiếp theo thì mình hướng dẫn các bạn cái cách viết slide. Thì cái slide thì là một cái phần mà nó quảng cáo những cái sản phẩm mới nhất của một cái trang web, những sản phẩm về ví dụ như ở trang Apple nó là về đồng hồ này, về điện thoại iPhone 6S này, về iPad Pro chẳng hạn. Thì cái slide chính là cái nơi mà nó đưa cả các sản phẩm mới lên và nó hình dung dưới dạng một cái hiệu ứng ảnh là chuyển động. Có gồm có hai nút bên trái bên phải. Mình kích vào đây nó cũng chuyển. Kích vào đây nó cũng chuyển. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách viết hiệu ứng slide này. Cách viết hiệu ứng slide được coi như là một cái hiệu ứng khá là cơ bản của bất kỳ một cái trang web nào. Khi bạn làm thì bạn cũng phải tính đến việc là mình viết một cái hiệu ứng slide ở trên này. Thì cái slide chủ đề hôm nay sẽ là cái viết hiệu ứng slide dành của viết thì viết mấy trang nổi tiếng ấy, cho nó hoành tráng của trang apple.com. Một hiệu ứng slide khá đơn giản đúng không? Thì kiến thức mà để bạn viết được cái slide giống như cái trang apple.com này thì nó gồm những kiến thức sau đây. Phần lớn những kiến thức mình đã học rồi. Một là kiến thức về viết hiệu ứng. À, về viết hiệu ứng cho sự kiện click. Nói chung là về sự kiện click chuột. Các bạn phải biết cái hàm viết sự kiện click chuột là cái hàm chấm click function. Thì đây là cái đầu tiên, tức là bạn phải biết cái cách viết click. Ví dụ như ở đây mình kích vào nút này nó chuyển nhỉ, thì mình phải bắt được cái sự kiện là click, hoặc kích vào nút này nó chuyển nhỉ, thì nó gọi là sự kiện click. Tiếp theo là cái kiến thức về việc là xử lý class, tức là khi em kích vào đây thì bạn thấy là nó chuyển cái bộ ô màu xanh này sang bên này đó. Thì như vậy nó phải đổi class thì nó mới đổi được cái giao diện của cái nút này. Nút này đang từ đen biến thành xanh, điều đó có nghĩa là do mình add class và remove class. Thì như vậy cái kiến thức thứ hai là kiến thức về sử dụng hàm add class, remove class. Cái này đã nói ở trong cái phần trước rồi. Nên đã luyện tập. Luyện tập ở phần trước. Thì kiến thức số 3 là liên quan đến kiến thức về chuyển động. Tức là khi bạn kích vào đây này, bạn thấy là cái slide, cái đồng hồ này nó sẽ chuyển sang bên trái. Và cái điện thoại iPhone 6S nó đi vào từ bên phải. Đó. Chuyển. Nó đi vào từ bên phải. Chuyển lại. Thì điều đó có nghĩa là nó phải sử dụng cái chuyển động đồng thời, tức là cùng một lúc cái đồng hồ này di chuyển đến bên trái thì cái này di chuyển vào từ bên phải. Thì như vậy bạn phải sử dụng một cái hàm sử dụng một cái thuộc tính CS3, đó chính là thuộc tính transition và thuộc tính translate, thì bạn có thể là dịch chuyển một phần tử đi vào. Cái kiến thức về CS3, về các thuộc tính của CS3. Tiếp theo nó là kiến thức về việc là đó, tức là mình không làm gì nó cũng tự chuyển động, không làm gì cũng tự chuyển động. Như vậy nó phải kiến thức về việc là sử dụng cái hàm mà hàm tự chuyển động, tự kích hoạt sau một khoảng thời gian cho trước. Cái này thì mình gọi là cái hàm này hàm là hàm set interval. Nó cái này cũng nói ở buổi của cái phần trước rồi. Thì cái hàm này hàm set interval. Interval là một khoảng cách, một khoảng thời gian. Đó. Hàm set interval sẽ giúp cho bạn là sử dụng được cái việc là sau một khoảng thời gian thì cái slide này nó tự chuyển động. Kiến thức nó chỉ nằm xung quanh bốn cái phần này thôi, click, add class và xử lý CS3. Sau đó là viết hàm tự chuyển động. Đó. Tức là toàn bộ cái slide Apple này nó sẽ nằm trong bốn cái khoảng kiến thức này. Như vậy sang phần sau thì mình sẽ bắt đầu luôn với cả phần HTML, có nghĩa là viết mã HTML trước,
sau đó viết select, sau đó viết degree. Cảm ơn các bạn.